Thưa quý vị khán giả thân thương, hôm nay Lê Văn Thiện tiếp tục đến thăm bác Lâm, một người gốc Hoa. Thì đây, quý vị nhìn thấy căn nhà của bác tọa lạc ở giữa Sài Gòn thì nó rất là có giá trị về cái đất đai. Thế nhưng bác Lâm này đây, suốt hàng chục năm qua cương quyết không bán, dù cho bác có sống như thế nào, có cực khổ ra sao, nhưng bác vẫn không bán. Thậm chí bác không có tiền để đóng tiền điện, tiền nước luôn nè. Quý vị nhìn thấy nè, đây là một cái cách mà bác Lâm, người đàn ông này, dùng để mà tận dụng nước mưa để mà sử dụng. Đây thì Lê Văn Thiện sẽ cho quý vị thấy cách sống mà rất là đơn giản của bác, không tốn tiền, nhưng mà bác cương quyết giữ lại ngôi nhà này. Tại sao là giữ thì quý vị hãy nghe bác Lâm giới thiệu. Trước tiên thì con mời bác giới thiệu với con về cái hệ thống mà bác đang sử dụng như thế này nè, để làm nước mà mình sử dụng á bác Lâm. Dạ, thì bác có thể chia sẻ từ ở phía sau luôn. Con mời bác ra phía sau ạ. Đây là bác Lâm. Bác rất là phong thái nha quý vị. Căn nhà của bác. Dạ, bác giới thiệu đi bác. Cái căn nhà này của tôi mấy chục năm rồi, vợ với con, hai đứa con, đứa con trai và đứa con gái. Hình như là tôi sống cái nghề xây bông cây ở Thuận Phát, bán thị trường. Hình như giờ chỉ có mười mấy năm nay tôi sống một mình. Tuy nhiên tôi làm ăn thất bại, bây giờ tôi làm lại từ đầu. Thành như giờ cái căn nhà cũ của tôi là không bán. Tôi bây giờ đang làm công nghiệp. Công nghiệp tức là công nghiệp thực phẩm, bơ, muối, lậu phộng, tư nhân, hai bàn tay trắng của mình dựng lên. Những mà mình đừng có thiếu nợ, làm ăn là tôi vui. Còn đẹp không đẹp, sạch không sạch đó là sau này. Nếu mà mình có tiền, mình thiết bị thì cái gì nó cũng sạch hết. Nếu mà mình không có tiền, mình đi mượn nợ bề ngoài thì không được. Dạ, là cái đó thì lát hồi hai bác cháu mình sẽ ra thông tin thêm. Còn bây giờ thì cháu cũng mới vừa giới thiệu với mọi người về cái cách mà bác tận dụng nước mưa, cũng như là bác không có xài điện luôn. Nói về điện nước thì bác không có tốn tiền để mà đóng, đúng không bác? Suốt cũng hàng chục năm qua rồi. Thì về trước mắt cháu làm, bác đã tận dụng cái nguồn nước mưa như thế nào mà bác làm cái hệ thống này cháu thấy rất là công phu à? Bác có thể giới thiệu sơ cho cháu không? Bác thì không có tiền, nhưng mà mình đi xin tiền ngoài đường 500 tiền để ăn cơm, gặp được bến xe chợ lớn, mình cảm thấy một cái bao chỉ có bán có 10 cái bao 30 ngàn, cảm thấy mình thiết kế được làm cái máng xối như vậy nè. Thành để máng xối nước mưa nó chảy xuống hồ, cái là mình làm cái máng xối chỉ có 30 ngàn đồng. Nếu mà mình mua sắt hay là thép thì máng xối nó phải mấy trăm. Dạ, con mời bác đi lên cái máng xối nhanh. Dạ, hình như mình nghèo, có cái phương ứng nghèo đây à. Hình như khi nào cũng vậy, cái máng xối này nó chỉ có 20 cây bào, có trị giá chỉ 60 ngàn đồng. Dạ, tự mình lấy kim mai lại, nó cũng là dẫn nước ra tới ngoài trước cửa cái cống của mình. Hình như cái gì đó cũng vậy, ăn thua mình là chắc. Dạ, đây vừa tới tiền mình khả năng mình, nếu mà mình trúng số được bạc thì 2 tỷ, bây giờ mình muốn bao nhiêu căn nhà mà không có. Con thấy đến 2 cái máng xối lần hả thưa bác? Bác Lâm được không? 1 cái máng xối thôi. Cháu thấy 2 đi. 1 cái máng xối này bây giờ nhiều người vô đây tắm giữa, nhiều khi ở trên đất nhà người ta mấy cái cỏ cây, mấy cái cành lá đó nó vô đây nó ngạt, thành lý ra chú của bác cũng không có tháo ra, bác làm thêm cái máng như vậy dưới này nè, đằng nước nó chảy, không có chảy xuống, nó chảy xuống đây. Yeah. Hình như là tính theo 1 cái máng nhưng mà 2 phương pháp xài. Nhưng mà nước này là bác đang dẫn ra phía trước á hả? Phía trước là để làm gì bác? Phía trước chạy xuống cống. À. Cái này cũ rồi, cho tiền dài bữa nữa. Tháng sau là cắt ra nè. Nó chạy đây nè. Tức là chạy đây mình khỏi hốc. Đây nè, đó, xuống đây. Dạ. Này là bác cho nước nó thoát ra ngoài thoát hả? Thoát ra ngoài đó. Trên đất nhà. Thì sao bác không kiếm cái gì vậy? Bác hứng chỗ này để mà mình sử dụng, mình xài luôn bác Lâm. Không được, bây giờ mưa lớn bão. 2 cái hồ nước tôi lượng 30 bao, làm từ trưa tới chiều tối mệt lắm. Dạ. Thành lý ra mình chỉ có một mình, thành lý ra nước là nước của chung, bà con nơi khác lại cái đó chỉ phải mở uống nước tắm giữa đi làm. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân thương, ngồi trước mặt của chúng ta là bác Lâm, một người đàn ông gốc Hoa. Bác là vốn là một thương gia
về cái công việc là sản xuất xà bông cục ở khu vực chợ lớn của nhiều năm về trước, khi mà Sài Gòn mới vừa giải phóng thì bác đã làm công việc đó rồi. Dạ con chào bác ạ. Dạ chào cháu. Dạ thưa, thưa hôm nay là cháu lại tiếp tục đến thăm bác. Cháu là cũng thấy là bác khỏe là cháu mừng rồi. Cũng như là cháu muốn hỏi thăm bác về cái việc mà bác đã sống, cháu dùng từ là cô đơn ở đây suốt mấy chục năm mà hả bác? Dạ thì bởi vì bác đã từng chia sẻ với kênh của Lê Thanh Thiện rằng vì lúc mà bác còn trẻ đó, bác làm rất là giỏi, thu nhập cũng rất là nhiều về cái công việc là đi bỏ mối xà bông cho người ta, thì thu luôn thậm chí là tháng cả cây vàng luôn. Nhưng mà trong một phút mà đam mê đua ngựa của trường đua Phú Thọ năm xưa, thì mặc dù là vợ con đã khuyên can rất là nhiều nhưng mà bác cũng không bỏ được, và cuối cùng cái điều mà đau đớn nhất đã đến, và đó là một cái nỗi ân hận của bác đến bây giờ bác vẫn còn, đó là vợ con đã bỏ bác ra đi, đúng không bác? Dạ cháu muốn bác chia sẻ lại cái niềm mà đau nhất của bác mà bác cũng không bao giờ mà muốn giấu giếm cả. Nếu mà nói về vợ con thì lỗi là lỗi tài của bác. Hình như cờ bạc lúc nào cũng là thua nhiều hơn chúng. Chúng thì cũng có chúng ít nhưng mà thua thì thua nhiều. Hình như là tiền vốn hết thì vợ con phải về bên ngoài. Hình như là một ly tới bữa nay không trở lại. Còn bây giờ bác như vậy là tuổi già, nhưng mà mình lấy cái công nghiệp và công chuyện làm của mình để làm chuẩn, để cho xã hội phục vụ. Cũng như là bác bữa nay là muốn mở hãng xưởng lậu phộng, dễ bán dễ lộ trình. Bước đầu thì 61 tỉnh, 19 quận. Ngày hôm nay tiếp tục dễ là toàn Việt Nam, 11 quận, thủ đô Hà Nội. 61 tỉnh, miền Tây, miền Đông và miền Bắc. Còn miền Nam là 19 quận bản dễ. Phối hợp với lộ trình và buôn bán hàng, mình còn phải xuống dưới quê mua lắc trồng cây lậu phộng. Cái đó là phần cuối. Đây là mới là tròn một bản quyền lộ trình. Đó là trồng cây lậu phộng là sản xuất sản phẩm là tiêu thụ thị trường là tiền vốn cố định là bao nhiêu. Đó là như vậy. Dạ vâng. Thưa bác, cháu thấy ở trên ngực áo của bác, bác đang đeo một cái bảng mà cháu nghĩ rằng đó là do bác vẽ ra. Thì bác có thể chia sẻ về những cái thông tin mà nó thể hiện trên cái tấm bảng bác đeo trước ngực ạ? Nhưng mà tấm bảng này nó là hai bản quyền. Một bản quyền nó là lộ trình hãng xưởng, thương hiệu thị trường. Một bản quyền nó là hợp thép nhân sự. Hợp thép nhân sự cái này chính tôi tự suy nghĩ ra. Xã hội người ta có, mình còn phải học nghề nghiệp nhiều lắm. Điểm thứ nhất, cái hợp thép nhân sự này nè, tiền bạc, kỹ thuật, nguyên liệu, học hỏi rất nhiều. Coi như là bác đứng ra làm của công ty mình, tư nhân của mình, sau này có tiền đi từ bộ phận, kế hoạch 100 năm. Cũng như là hợp thép nhân sự, tôi là con như người của mình như vậy. Cái máy bay hỏa tiễn cái gì nó cũng vô cái hộp thành thật vụ. Nhưng mà phải có những cái nguyên liệu nước ngoài. Suy nghĩ thì suy nghĩ vậy, thực hành thì nó rất là khó. Nhưng mà mình nói chỉ lý thuyết thì mình nói xét qua là được. Nhưng mà bác làm cái gì cũng phải có thực hành, có một bằng chứng, và bà không có lãng phí tiền bạc, mượn nợ người ta ủng hộ chứ bác không chịu. Khả năng mình xin 500 tiền để ăn cơm thị trường, trừ ra ăn uống, còn dư tiền mua lậu phộng bán. Bây giờ còn thiếu miếng đất trồng cây, bác còn phải từ để kiếm. Nếu mà một mình tư nhân mình thì nó dễ, nhưng mà công ty cổ phần làm thất bại thì người ta lỗ thừa cái này lỗ thừa cái kia, nó mình hối lộ người ta. Còn nếu mà làm thành công người ta chỉ là khen ngợi. Dạ thưa bác Lâm, thì bác cũng đã từng chia sẻ với cháu là bác rất là muốn có một cái ngành công nghiệp tư nhân sản xuất đậu phộng, đúng không thưa bác? Đúng. Và cái điều mà bác nghĩ là cái cơ bản nhất là phải có đất trồng cây đậu, phải không bác? Đúng. Rồi nguyên liệu sản xuất là máy móc, nguyên liệu sản xuất cái đó là sau này. Bây giờ nếu mà mình mua được miếng đất trồng cây, mỗi năm mình thu hoạch được bao nhiêu ký? Dạ. Thu hoạch bao nhiêu ký rồi mình bán thị trường chỗ này chỗ kia, quận này quận nọ, mình cũng phải chi phí. Dạ. Còn phải có công nhân, tiền lương, tiền điện, tiền chi phí, tiền thuế nữa.
mình có cái thuế có cái tiền giống cố định rồi á, nhiều ít tiền thuế nó là xuống nhà mình, mỗi lần ký giấy phép hành nghề cái gì cũng khai báo đàng hoàng, thành như giờ cái đó là chi phí nặng. Còn nếu mà mình bán hàng được lúc nào cũng vui, nếu mà cái hàng mà kẹt hết toàn bộ tiền khấu không về là mình phải suy nghĩ rồi chắc. Buôn bán như cũng chiến trường vậy, người ta đặt hàng mình trả phần nửa tiền, tới 2 tháng sau cái người ta nói là mình không đặt tiêu chuẩn, người ta trả hàng về mình ôm hết rồi làm sao. Dạ thưa bác thì bác năm nay đã 65 tuổi rồi, liệu có muộn không? Dạ, liệu nó có muộn lắm hay không, hay để cho bác làm lại từ đầu với là một người ông chủ sản xuất. Bây giờ theo bác tự nghĩ, con người nó là tuổi thọ, tuổi thọ quan trọng nhất, không phải tiền vàng. Có người nó sống tới 60, 50 nó làm mắt, có người nó sống tới 100 tuổi nó vẫn còn. Nhưng mà như bác vậy, suy nghĩ sống tới 100 tuổi, mới có 64 tuổi, còn 36 năm nữa mới 100 tuổi. Dạ vâng. Thành lý ra làm ăn thất bại hay là tiếp tục đi lên là do thị trường, do bác như vậy. Có khó nói lắm, nhưng mình tưởng là mình tự mình đi, tự nhiên chính giữa có cái người trung gian lá đất mình, bẻ gãy mình như cái tiền vốn lẫn cạnh tranh thị trường, mà có mình vô này nó cản trở như vậy. Thành lý ra mình cũng phải đề phòng như vậy. Coi như là ở lời không ai mà lấy thước đo được đồng người, nó là như vậy. Dạ thưa bác Lâm, vậy thì cái niềm đam mê của bác thật ra thật đó là một cái mong muốn mà để bác được làm đúng cái công việc mà bác đã muốn làm cho bằng được, là cái theo bác thì với cái vốn đó khoảng bao nhiêu thì bác làm được? Làm ăn thì không có nói được chắc. Bây giờ tính theo bác tự suy nghĩ, vợ con bây giờ mình chưa có tiền, vợ con muốn về đây nó cũng phải ăn uống làm ăn, chứ mình là cha mẹ, cha mẹ của lứa nhỏ, bây giờ làm tới ông nội bà ông ngoại của hai đứa con, thành ra mình còn phải suy nghĩ có cái sự mà làm ăn tiền vốn cho con cho cháu mình, tài sản để lại một ngày nào bác tự nhắm mắt xuôi tay cũng có con cháu, cháu nội cháu ngoại, tức là con trai bác như vậy nó cưới vợ sinh đẻ con đó là cháu nội, con gái bác như vậy nó có chồng là cháu ngoại, ngoại nội đều có hết, nhưng mà cái là mình không có tiền. Như bác tự suy nghĩ, mình là đàn ông, mình không nhõng nhẽo được, mình phải hướng về tương lai thất bại thành công của mình. Sự nghiệp mình không mượn nợ, từ từ mình đi lên. Nó có thể là hạt giống trồng cây, cũng như là cái hạt giống mình để xuống dưới lát nó trồng, còn tự nó nhổ chỗ cái răng rồi cành đá cành cây 10 năm 20 năm nó có trái là mình thu hoạch như vậy. Mình lấy cái trái đó mình để làm vốn phát triển, mình mướn công nhân làm, nó có từng bước cho mình. Nếu mà mình làm được, mình cũng phải đề phòng anh em bà con, người ta quen biết, người ta muốn hại mình, cũng như là hại cái công chuyện mình không hay hơn người ta được. Nó là gì cũng phải có đề phòng chứ, bây giờ người ta cũng nghe lậu phộng, bác cũng nghe lậu phộng, nhưng mà mình nhường cho người ta khách như vậy, còn người ta tự lên nhà người ta mua lặt hàng nhiều, cũng như ký quà lặt hàng 10 bịch bác không dám nhận. Bây giờ có mình làm với trời mưa, mình nhớ bữa nay 2 tháng bác bỏ ký quà không có lây lòi lẫn, còn nơi khác cũng như là cầu Kinh Ngang một với bến Đình Đông ở Lẳng với Hưng Phú chợ xóm Củi, người ta đặt hàng bác không dặn có bao nhiêu bán bao nhiêu. Ủa là người ta đã đặt hàng đậu phộng bác rồi hả? Rồi nhưng mà không dám nhận. Biết rồi, nhưng mà mình sản xuất đậu phộng ở đâu vậy bác? Ở đây cái nồi đó ở ngoài sau, cái nồi mà cái bếp á, mỗi lần sản xuất có 10 bịch, bây giờ một tháng nay bây giờ sản xuất chỉ có 5 bịch, làm thương hiệu là đang làm thương hiệu. Ồ, bác đô hôm nay cũng là rất là vui quý vị. Bác đã làm được cái việc gọi là sản xuất đậu phộng rồi quý vị. Đó. À, là đó, tự bác vẽ ra luôn á hả? Đó. Tuyệt vời quá bác. Ừ, đó. Này. Rồi, bác vẽ luôn đó hả? Rồi cái khuôn bọc vẽ đó, đó. Bây giờ bác ngồi bác vẽ cho con luôn với mọi người được chiêm ngưỡng cái chữ viết vẽ của bác được không bác? Dạ. À, quý vị hãy cùng câu chuyện về bác Lâm này, chắc chắn sẽ có rất là nhiều điều mà Lan Hiền muốn gửi đến quý vị khán giả rất là tuyệt vời. Trong khi đợi bác vẽ cho chúng ta thì Lan Hiền một lần nữa cho quý vị xem, đây chính là một cái hệ thống dẫn nước của bác. Cái khuôn nè ha. Dạ vâng, cái khuôn là khuôn có mua có ngàn, bây giờ chỉ xài 2 cái này thôi. Cái này thì làm vậy. Sau này á thì làm những cái khuôn mà
có dắt cái bông gòn á, cũng như người ta bơm mũi vang gì, có cái lò xo đóng xuống là màu màu theo màu đó. Cái này là bác làm luôn hả bác? Dạ con mời bác rồi, quý vị hãy nhìn bác Lâm. Bác đã tự tay, nói chung là bác rất là muốn làm một cái doanh nghiệp tư nhân với những cái sản xuất, nhưng tất cả đều do chính từ bác tay bác làm không. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn bác sẽ làm như thế nào nha quý vị. Nhà bác thì hoàn toàn không có xài điện quý vị ơi. Bác có bóng đèn này chắc. Bác xài bằng đèn pin không? Nhà bác là suốt mấy chục năm nay không tốn tiền điện, không tốn tiền nước nha quý vị. Dạ. Giữa Sài Gòn mà vẫn còn một người sống rất là tiết kiệm như thế này, không có xài điện, không xài nước, và tất cả đều do bác tự chế ra. Và cái điều mà Lan hiện đang rất là quan tâm là bác Lâm đã chính thức sản xuất ra cái đậu phộng để giao cho khách hàng. Và cái việc mà bác sản xuất tự sản xuất rồi tự làm hết tất cả từng khâu nó như thế nào thì chắc chắn điều đó sẽ tạo được cái sự lôi cuốn quan tâm của tất cả quý vị. Bác lấy một cái tờ giấy mới luôn đi bác, tờ giấy mà bắt đầu vẽ đó. Dạ. Cái này hơi lâu rồi chứ, nó vẽ không phải như ta. Bác lấy một cái tờ giấy mới bác vẽ hết luôn cho cháu với mọi người chiêm ngưỡng cái nét vẽ của bác. Bác ngồi bác tỉ mỉ từng cái tờ thương hiệu nha quý vị. Đó, đúng ra là ví dụ mà chúng ta làm sản xuất thì sẽ đặt các chỗ in để mà in ra với cái số lượng hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn những cái nhãn dán như thế này. Thế nhưng bác ngồi bác tỉ mỉ bác vẽ từng tờ, phải nói rằng vừa hiện đại mà vừa thủ công như ngày xưa khi mà thiết bị vẫn còn chưa có đầy đủ. Cái này phải nói là lạc hậu chắc. Lạc hậu tức là mình không có tiền vốn, với mình muốn làm ăn có thương hiệu với tờ của sản phẩm thì mình cũng phải là mình từ chút. Bởi vì cháu muốn trồng cái cây nó khó lắm, cháu muốn dục bỏ thì nó dễ, chứ bây giờ cháu muốn ra trái giờ nó hái ra cái nó ăn ngon mà. Đây quý vị, bác sẽ tự làm từng chiếc mộc như thế này, nhãn hiệu nha quý vị, thương không quý vị? Và để mà sản xuất ra từng cái miếng dán để mà bán cái món hàng của mình. Bác Lâm, một người từng sở hữu những cái tài sản rất là lớn, thậm chí ngay bây giờ bác vẫn đang sở hữu một cái căn nhà với cái mảnh đất trị giá nhiều tỷ đồng. Thế nhưng bác cương quyết giữ cho bằng được cái mảnh đất này chỉ vì một điều duy nhất thôi, để một ngày nào đó hai đứa con của mình trở về, bác vẫn còn giữ nguyên tài sản cho các bạn. Vậy mà hai anh chị đó có nghe được không, có thấy được không cái sự ân hận của người cha mình ngày xưa đã làm cho vợ con bỏ đi biền biệt suốt mấy chục năm qua, và có biết rằng người cha thân thương nhất của mình vẫn cố giữ cho bằng được cái mảnh đất này, cái căn nhà đầy ắp kỷ niệm này. Mặc dù hôm nay theo thời gian nó đã xuống cấp lắm rồi, nhưng mà bác không muốn đụng tới bất cứ một cái chút kỷ niệm nào của vợ và đặc biệt là hai đứa con ngày xưa. Thậm chí bác đang muốn sản xuất một cái công việc gọi là làm đậu phộng để cung cấp cho mọi người, mà bác rất là cần vốn, mà bác cũng cương quyết không bán cái miếng đất này, căn nhà này, để mà lấy đó làm vốn.
Anh Thiện sẽ cho quý vị xem cái sản phẩm mà bác đã vẽ ra như thế nào. Đây nè quý vị, bác mong ước được làm một cái hãng muối bơ, muối đậu phộng Thuận Phát. Đây, bác là người Hoa ha. Dạ, đây quý vị, địa chỉ của bác là 904/29 đường Nguyễn Duy, phường 12, quận 8. Bác có đề đầy đủ luôn ngày sản xuất, hạn sử dụng nè quý vị. À, tất cả cái này thì nếu mà những cái người mà có điều kiện làm thì họ sẽ in hàng trăm ngàn bản như thế này nè quý vị, và để vào cái bọc để bán. Thế nhưng bác Lâm, bác tất cả từng khâu bác đều làm bằng tay hết. Và những cái sản phẩm về xà bông, về đậu phộng bắt ra như thế nào thì Lên Thiện cũng sẽ cho quý vị xem trong cái ngày hôm nay khi mà Lên Thiện trở lại thăm bác. Nghe tại sao mà bác không có ghé tới nhà cửa? Nhà cửa của mình nó là nguồn gốc hãng xưởng, đời con đời cháu. Sau này làm ăn mà tới nước ngoài làm ăn đến, mình chỉ có thương hiệu này. Đi vô quận nào, phường nào cũng vậy, chỉ có một tờ thương hiệu là bà con biết tìm tới nhà mình. Đi là uy tín. Cũng như là cái căn nhà mình mua sắm, bậc gia đình, vợ, hoặc con, lúc nào cũng tìm được. Chứ người ta không giả được, người ta giả được bây giờ hai họ mình là phải làm sao chứ. Hai họ suy gia nó không đồng ý. Hình như gia người ta lên xe qua cưới, chỉ có một vợ và một chồng. Ai cũng mến, nếu mà bậy bạ thì người ta đâu có mến được chứ. Bậy bạ uống bia rượu khách sạn cái này cái kia là người ta không mến được. Bởi vậy cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Bác làm hãng xưởng này, nó là sau này đi nước ngoài 10 năm, 100 năm đời con, đời cháu nó vẫn còn đi được. Bây giờ cái này là nguồn gốc làm ăn, không phải người ta công ty lấy tên họ người ta. Cũng như báo pháp luật, nó cũng phải có cái nguyên nhân của nó. Có pháp luật nó sản xuất tờ báo, nó phải có cái trách nhiệm vậy thôi. Nếu mà nói về kiếm người làm đó không được thì nó làm sao là có cái sự đúng, không phải là cháu tên Thiện ha. Dạ thưa đúng ạ. Cháu tên Thiện, ví dụ cháu là gây dư cho bác này. Cháu bỏ đi nơi khác, cái người khác thế cũng tên Thiện, cháu có lòng ý không? Cháu cũng không lòng ý. Bây giờ chính cháu quay phim cho bác ở đây.